50. Phẩm phương tiện thiện xảo Lúc bấy giờ, cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát ở địa vị bất thối chuyển ấy thành tựu nhóm công đức to lớn thủ thắng. Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát ở địa vị bất thối chuyển ấy thành tựu nhóm công đức vô lượng thủ thắng. Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát ở địa vị bất thối chuyển ấy thành tựu nhóm công đức vô biên thủ thắng bạch thế tôn đại bồ tát ở địa vị bất thối truyền ấy thành tựu nhóm công đức vô số chẳng thể nghĩ bàn phật dạy này thiện hiện đúng vậy đúng vậy đúng như ông đã nói đại bồ tát ở địa vị bất thối truyền ấy nhóm công đức thù thắng rộng lớn vô lượng vô biên chẳng thể tính đếm khó nghĩ bàn vì sao? Này thiện hiện vì Đại Bồ Tát ấy đã chứng đắc trí rộng lớn vô lượng vô biên, chẳng thể tính đếm khó nghĩ bàn. Khác với trí thanh văn và độc giác, Đại Bồ Tát ấy an trụ trong trí này, biểu hiện bốn sự hiểu biết thông suốt thù thắng. Do bốn sự hiểu biết thông suốt thù thắng này mà trời, người, A Tố Lạc vân vân trong thế gian, không có thể vấn nạn, làm cho trí tuệ biện tài của Bồ Tát này đạt đến đến chỗ cùng tận. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật, bạch Thế Tôn có thể nói các hành trạng tướng của Đại Bồ Tát ở địa vị bất thối chuyển cả hằng hà xa kiếp do sự trình bày các hành trạng tướng này mà làm rõ sự thành tựu các loại công đức thù thắng của Đại Bồ Tát ở địa vị bất thối chuyển. Cúi xin như lai ứng tránh đẳng giác vì bồ tát mà nói chỗ sâu xa khiến các bồ tát an trụ trong đó để có thể tu bố thí ba la mật đa mau được viên mãn có thể tu tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa để mau được viên mãn có thể an trụ pháp không nội để mau được viên mãn có thể an trụ pháp không ngoại pháp không nội ngoại pháp không không pháp không lớn pháp không thắng nghĩa pháp không hữu vi pháp không vô vi pháp không rốt giáo pháp không không biên giới pháp không tản mạn pháp không không đổi khác pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh để mau được viên mãn, có thể an trụ chân như để mau được viên mãn, có thể an trụ pháp giới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định pháp trụ thật tế cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ để mau được viên mãn có thể tu bốn niệm trụ để mau được viên mãn có thể tu bốn chánh đoạn bốn thần túc năm căn năm lực bảy chi đẳng giác tám chi thánh đạo để mau được viên mãn có thể an trụ thánh đế khổ để mau được viên mãn có thể an trụ thánh đế tập diệt đạo để mau được viên mãn có thể tu bốn tịnh lự để mau được viên mãn có thể tu bốn vô lượng bốn định vô sắc để mau được viên mãn có thể tu tám giải thoát để mau được viên mãn có thể tu tám thắng xứ chín định thứ đại mười biến xứ để mau được viên mãn có thể tu pháp môn giải thoát không để mau được viên mãn có thể tu pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện để mau được viên mãn có khả năng tu bậc cực hỷ để mau được viên mãn có thể tu bậc ly cấu bậc phát quang bậc diệm tọa bậc cực nan thắng bậc hiện tiền bậc viễn hành bậc bất động bậc thiện tọa bậc pháp vân để mau được viên mãn